Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình tư vấn sức khỏe. Kính chào quý thính giả, xin mời các bạn cùng theo dõi và tham gia vào chương trình tư vấn sức khỏe của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đang được phát trên làn sóng FM tần số 90,2 MHz. Chương trình phát sóng định kỳ trong khung giờ phát thanh trực tiếp 19 giờ đến 20 giờ ngày Chủ nhật hàng tuần. Hy vọng là các bạn được cập nhật kiến thức sức khỏe thông qua nhịp cầu kết nối thông tin giữa bệnh nhân và thầy thuốc. Mỗi kỳ chương trình tư vấn giúp các bạn kiến thức chăm sóc sức khỏe theo chủ đề trong 60 phút dành cho quý khán giả. Bệnh nhân được gặp gỡ thầy thuốc chuyên khoa theo yêu cầu và được trao đổi trực tiếp. Các số điện thoại 02703852816, 02703852206 và 02703822624. Chúng tôi đã và đang sẵn sàng ghi nhận yêu cầu của quý thính giả. Các bạn có thể truy cập vào trang web của Đài Truyền hình Vĩnh Long theo địa chỉ www.thvli.vn để theo dõi chương trình phát thanh trực tuyến. Hôm nay chương trình tư vấn sức khỏe ngày 16 tháng 8 năm 2020, mời các bạn cùng giao lưu với bác sĩ chuyên khoa hô hấp để chúng ta cùng tìm hiểu cách phòng bệnh hô hấp và cách bảo vệ lá phổi trong mùa dịch COVID-19. Thưa các bạn, khi mà bước vào thời điểm giao mùa, thời tiết, độ ẩm, không khí thay đổi thất thường, từ nóng chuyển sang lạnh, từ nắng chuyển sang mưa trong một ngày, thì cơ thể chúng ta chắc chắn là không thích ứng kịp. Đây là môi trường thuận lợi cho virus, vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp hoạt động mạnh. Và đây cũng là thời điểm bùng phát rất nhiều bệnh liên quan đến đường hô hấp, đặc biệt là các đối tượng có hệ miễn dịch kém như là trẻ em và người lớn tuổi. Do đường hô hấp là nơi mà mầm bệnh dễ dàng xâm nhập khi chúng ta hít thở. Những bệnh hô hấp thường gặp lúc giao mùa là cảm cúm, viêm mũi, viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi, rồi những cái bệnh mãn tính dễ tái phát như là hen phế quản, giãn phế quản, rồi phổi tắc nghẽn mãn tính sẽ có những đợt cấp, đôi khi lại trở nặng khi gặp điều kiện thuận lợi hơn. Hiện nay có rất nhiều vi trùng gây bệnh đường hô hấp có thể truyền từ người này sang người khác bằng cách hít những giọt nước bọt từ người bệnh lúc họ ho hay là hắt hơi, hay chạm vào mũi, vào miệng, vào mắt sau khi tiếp xúc với người bị nhiễm trùng đường hô hấp hoặc sờ chạm vào bề mặt có virus gây bệnh. Trong bối cảnh mà dịch bệnh COVID-19 tiềm ẩn nhiều nguy cơ, để chung sống an toàn với dịch, để kiểm soát được dịch bệnh thì việc quan trọng nhất hiện nay là mọi người dân chúng ta hãy thực hiện biện pháp hiệu quả phòng chống dịch như là hạn chế ra ngoài, thường xuyên giữ khoảng cách, đeo khẩu trang khi ra ngoài, rửa tay bằng xà phòng thường xuyên. Và giờ đây, những việc làm đó, những biện pháp đó không chỉ là nghĩa vụ của bản thân mà còn có thể hiện trách nhiệm của chúng ta với gia đình, với cộng đồng và đất nước. Nhiều người dân vẫn có cái thói quen là khi có bệnh liên quan đến đường hô hấp thì chúng ta lại tự ý đi mua thuốc, trong đó có cả những cái thuốc kháng sinh để điều trị bệnh cho mình, mà nguy hại hơn là nhiều người còn giữ những cái đơn thuốc cũ rồi sử dụng cái đơn thuốc cũ đó mà uống thuốc điều trị cho chính bản thân mình mà không cần sự chỉ định của bác sĩ. Thì các bác sĩ cho rằng đây là điều hết sức nguy hiểm, mà cũng có khả năng tăng khả năng vi khuẩn kháng lại thuốc kháng sinh trong cộng đồng. Cho nên là chúng ta nên chú ý khi nào thì chúng ta nên gặp bác sĩ chuyên khoa, nhất là bác sĩ chuyên khoa hô hấp khi chúng ta có những cái triệu chứng về bệnh đường hô hấp. Chúng tôi sẽ dành thời gian hôm nay để các bạn được gặp gỡ và gửi câu hỏi cho thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồ Lam, giảng viên bộ môn nội của Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin được kết nối điện thoại với bác sĩ Hồ Lam. Alo, chương trình xin chào thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồ Lam ạ. Xin chào chị Thu Dung, xin chào quý khán giả nghe đài của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long. Chúng tôi xin thay mặt nhóm thực hiện chương trình, thay mặt quý khán giả xin nói lời cảm ơn sự hợp tác của bác sĩ Hồ Lam đến với số chương trình hôm nay. Bây giờ thì chúng tôi đã sẵn sàng tiếp nhận câu hỏi của các bạn. Và vị khách mời chương trình hôm nay xin giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồ Lam sẽ thông tin đến các bạn nghe đài những kiến thức cần biết về cách phòng bệnh hô hấp và chúng ta cũng phải biết bảo vệ lá phổi của mình trong mùa dịch bệnh COVID-19 như thế nào. Chúng tôi sẽ dành thời gian cho khách mời chương trình một cuộc phỏng vấn, xin mời các bạn cùng theo dõi. Thưa bác sĩ Hồ Lam, như chúng ta cũng đã biết là thời điểm mưa nắng gián đoạn thì nhiều người dễ mắc bệnh lây qua đường hô hấp.
như là viêm họng, rồi viêm phế quản, viêm phổi, mà trong tình hình diễn biến của dịch COVID-19 thì ngày càng phức tạp và khả năng lây nhiễm cộng đồng thì rất là cao. Người già và trẻ em là những đối tượng đặc biệt quan tâm, bởi vì đây là những cái đối tượng mà hệ miễn dịch kém, có nguy cơ mắc bệnh càng cao. Ngoài những cái bệnh hô hấp thường gặp thì chúng tôi còn nghe nói đến căn bệnh liên quan hô hấp do virus hợp bào hô hấp gây ra. Đó là một nguồn virus cũng rất dễ lây lan trong cộng đồng. Xin bác sĩ giải thích cho mọi người biết virus hợp bào hô hấp đó là gì, mà làm sao để chẩn đoán được cái bệnh lý này. Xin mời tư vấn của bác sĩ Hồ Lam ạ. Xin cảm ơn câu hỏi của chị Thương Dung liên quan đến cái virus hợp bào hô hấp. Về virus hợp bào hô hấp ấy, thì nó cũng là một cái loại virus mà thường gặp trong nhiều cái virus mà có gây cái bệnh lý về đường hô hấp, như chúng ta biết đã biết, ví dụ những cái bệnh cảm cúm cũng có thể do cái virus gây ra. Nhưng mà nó có khác nhau tại vì cái chủng loại virus nó khác nhau. Thì về bản chất của virus thì đa phần là virus nó chứa cái chất liệu là di truyền, là RNA, là chất liệu di truyền của nó. Thì đối với con virus hợp bào á, thì nó cũng có một đặc điểm là nó thường gây những bệnh lý hô hấp ở trẻ em và cả người lớn. Nhưng mà thường nhất là chúng ta thấy là nó sẽ gây những cái bệnh lý ở trẻ nhỏ, và đa phần trẻ nhỏ là sẽ bị cái nhiễm cái con virus này ở cái độ tuổi dưới 2 tuổi. Thì cái bệnh cảnh của cái con virus này hợp bào hô hấp này nó gây ra, nó có thể có triệu chứng giống như cảm cúm thông thường. Những triệu chứng rất là nhẹ nhàng, ví dụ như là sốt nhẹ, ho, chảy mũi, đau họng, đến những cái trường hợp mà nó có thể nặng hơn, nó gây ra những cái nhiễm trùng ở đường hô hấp dưới. Ví dụ như là có thể gây viêm tiểu phế quản hoặc gây viêm phổi. Thì trong cơ thể của chúng ta thì cái con virus này nó sẽ có một cái cơ chế là nó lan truyền từ cái tế bào bị nhiễm virus sang những tế bào lành khác bằng cái cơ chế là nó kết hợp mạng tế bào giữa cái tế bào bị nhiễm virus với những cái tế bào khác, giúp cái con virus này lan truyền trong những cái tế bào trong cơ thể của người bệnh. Thì chính vì như vậy nên cái con virus này nó được cái mang cái tên là con virus hợp bào. Đó thì cái bệnh đó là nó gây bệnh cảnh đường hô hấp, đó là gọi là virus hợp bào hô hấp. Về mặt chẩn đoán cũng như việc điều trị của cái virus hợp bào á, thì cái việc chẩn đoán thì làm sao mà mình xác định được cái sự hiện diện của cái con virus này trong dịch của cơ thể. Như chúng ta lấy cái máu hoặc là những cái dịch tiết từ cái đường hô hấp, hoặc là ngay cả cái người ta cũng ghi nhận được cái con virus này nó cũng hiện diện trong cái nước tiểu của cái người bị nhiễm con virus này. Thì bằng những cái xét nghiệm mà xác định cái sự hiện diện của con virus này trong những cái dịch tiết của cơ thể, chúng ta có thể xác định được cái tác nhân gây bệnh này. Còn về mặt điều trị thì đối với virus thì đa phần là cái thuốc điều trị này nó còn chưa có những cái thuốc điều trị đặc hiệu đối với từng con virus. Do đó cái việc điều trị thì chủ yếu cũng là dựa trên cái việc điều trị triệu chứng và hỗ trợ cho bệnh nhân. Hôm nay thì chúng ta được nghe bác sĩ Hồ Lam giải thích tư vấn về virus hợp bào hô hấp. Chúng tôi nghĩ đó là những thông tin mà chúng ta cần biết. Thưa bác sĩ Hồ Lam, lao phổi là căn bệnh mà chúng ta cũng được biết là Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào cái nhóm truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây và tử vong cao. Nhưng mà nếu như ngay từ nhỏ mình đã được tiêm phòng lao rồi thì liệu sau này có căn bệnh này lại hay không? Và làm sao biết mình bị lao phổi? Xin mời tư vấn của bác sĩ Hồ Lam ạ. Cảm ơn hỏi với chị Dung. Thì cái bệnh lao phổi là cái bệnh nói chung là cũng khá là phổ biến. Và Việt Nam của chúng ta là một cái vùng tại của lao, tỷ lệ cái nhiễm lao còn tương đối cao, người được nhập lao tương đối cao. Thì mình nói về câu chuyện về cái việc là tiêm phòng lao á, thì đa phần á thì cái tiêm phòng lao nằm trong cái chương trình tiêm phòng lao quốc gia. Do đó khi mà mình mới sinh ra thì mình sẽ được tiêm phòng cái lao từ nhỏ. Từ nhỏ đây thường thường là khuyến cáo thời gian tiêm là trong vòng 1 tháng sau khi sinh. Và nếu mà chúng ta tiêm càng sớm thì nó càng tốt. Mục đích của cái việc tiêm phòng lao này á, thì chúng ta cần phải hiểu rõ thêm cái mục đích của tiêm phòng lao. Thì từ đó chúng ta sẽ hiểu được cái việc là tiêm phòng lao từ nhỏ nó có thể giúp cho chúng ta phòng được cái bệnh lao về sau này hay không. Thì ở đây mình chia sẻ hai cái ý thế này. Thứ nhất á, là cái mục đích chính của cái việc tiêm phòng lao lúc nhỏ là cái chủ yếu là để giúp cho cái cơ thể ngăn chặn không bị những cái trường hợp lao mà nặng.
Tức nghĩa là khi mà mình tiêm phòng lao lúc nhỏ, mục đích chính của mình để bảo vệ một phần co những cái em được tiêm tiêm phòng lao. Những cái thể lao nặng ví dụ như là lao mạch não, lao kê hoặc là nhiễm trùng bông huyết mà do các tác nhân vi trùng lao trong máu, thì đó là những cái thể lao nặng. Thì với cái việc mà mình tiêm ngừa lao vậy thì sẽ phòng tránh được những cái thể lao nặng này. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc là cái việc mà mình không có phải là ngăn chặn hoàn toàn là không bị lao. Cái vấn đề chia sẻ thứ hai đó với việc tiêm phòng lao nữa là chúng ta phải hiểu về cái thời gian bảo vệ của cái việc tiêm phòng. Thì khi mà mình tiêm phòng vô thì cơ thể mình sẽ sinh ra một cái chất gọi là kháng thể để bảo vệ cơ thể. Thì cái câu hỏi đặt ra là cái kháng thể này nó tồn tại bao lâu? Thì có nhiều cái nghiên cứu người ta báo cáo về cái hiệu quả kéo dài của cái vaccine tiêm phòng lao. Có thể kéo dài từ 15 năm, có những báo cáo nó dài đến 30 năm. Nhưng mà cái rõ ràng có những cái giới hạn, tức nghĩa là nó không đồng nghĩa với việc là cái việc tiêm phòng này nó có tác dụng cả đời. Cho cái người được tiêm. Từ hai cái chia sẻ vậy thì một cái điều để đúc kết lại cái câu trả lời và câu hỏi mà khi mình tiêm phòng lao rồi thì sau này mình có bị lao không? Rõ ràng cái việc tiêm phòng lao nó lúc nhỏ nó sẽ không có đồng nghĩa với việc là mình không có bị lao sau này. Chúng ta cũng không chủ quan. Thì điều đó đúng là mình không nên chủ quan là mình tôi tiêm phòng lao rồi thì tôi không lo lắng về khả năng là tôi không mắc lao sau này. Không nên chủ quan về vấn đề đó, tại vì nó sẽ tùy cái loại vaccine và tùy cái hiệu quả cho vaccine bảo vệ cho cơ thể chúng ta. Tỷ lệ lao trong dân số của Việt Nam tương đối là cao quá. Hỏi là không biết là tôi có bị lao hay không. Thì cái câu hỏi đó nói chung là cũng rất là khó. Tại vì nó sẽ rơi vào hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cái người mà không có triệu chứng, mà cái người có triệu chứng thì tương đối là sẽ đơn giản. Tại vì khi mà người bệnh người ta có triệu đến cái cơ sở y tế, người ta thăm khám, người ta làm cái chẩn đoán để lo cho người ta bị cái vấn đề gì, thì lúc đó thì tương đối nó dễ dàng hơn. Tuy nhiên thì những như chúng ta biết là cái bệnh cảnh lao là tương đối đa dạng, rất là đa dạng. Đa dạng có nghĩa là có trường hợp là nó không có triệu chứng luôn, người ta không có triệu chứng luôn, và phát hiện gọi là phát hiện một cách tình cờ. Thì ở những cái trường hợp này thì chúng ta đã thấy được là có những trường hợp mà mình đi khám sức khỏe định kỳ chẳng hạn, thì vô tình mình chụp tim phổi ra mình thấy bắt đầu có tổn thương tim phổi. Lúc đó cái bác sĩ mới tư vấn là mình đi làm cái chẩn đoán để mình phát hiện có cái tổn thương phổi do nguyên nhân gì thì mình phát hiện mình bị lao. Cho nó câu mà mình có bị lao trả lời không á, thì không có cái đơn giản. Thì chúng ta phải có một cái dành một cái khoảng thời gian để mình đi lên kiểm tra sức khỏe định kỳ. Hàng năm để chụp tim phổi để kiểm tra, để theo dõi rồi cái phổi mình có những cái thay đổi gì không, để phát hiện sớm những trường hợp mà có thể là bệnh nó không có triệu chứng, để chúng ta điều trị tốt hơn. Vấn đề là chúng ta phải tự bảo vệ sức khỏe của mình, và chúng ta cũng nên quan tâm đến việc khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Đó là lời khuyên vừa rồi của bác sĩ Hồ Lam dành cho các bạn. Thưa bác sĩ, lao phổi tái phát đó là một cái tình trạng mà bệnh nhân nhiễm lao phổi đã điều trị khỏi rồi nhưng mà vẫn bị mắc lại. Có phải là lao phổi tái phát là xảy ra khi mà bệnh nhân có sức đề kháng suy yếu hay không? Mà khi tái phát rồi thì bệnh lao phổi có điều trị được hay không? Và bác sĩ có lời nhắc nhở cho mọi người hiểu thêm về ho do viêm họng, ho do phế quản, ho do lao phổi và những thành viên trong gia đình cần biết cách bảo vệ sức khỏe mình như thế nào nếu có người thân bị mắc bệnh ạ? Thì về cái câu hỏi mà ho, vấn đề ho thì ho là một cái triệu chứng rất thường gặp mà gặp trên những bệnh nhân lao. Nhưng mà cũng thường gặp trong những cái bệnh lý viêm nhiễm đường hô hấp khác, mình kể như là viêm họng chẳng hạn hay là viêm phế quản chẳng hạn. Thì làm sao để phân biệt ra cái nào là viêm ho do viêm họng, ho do viêm phế quản hoặc là ho do thao thì nó cũng tương đối là nó phức tạp. Ở đây thì chỉ xin chia sẻ với quý vị khán giả nhà đài một số những cái đặc điểm gợi ý thôi. Có thể là nói là một cái đặc điểm, một số đặc điểm chính gợi ý. Còn về cái việc là làm sao chẩn đoán thì chắc phải nhờ đến bác sĩ. Đối với ho do viêm họng thì mình khu trú lại cái chỗ mà cái vùng mà nó tổn thương gây ho, gây ho thì nó ở cái vùng họng, thì khi đó nó sẽ ngoài cái việc ho thì nó còn có những cái triệu chứng khác, ví dụ như bệnh nhân có cái cảm giác là đau họng hoặc là bệnh nhân cảm giác là vướng đàm ở cái vùng họng chẳng hạn.
thì khi đó là đi kèm với triệu chứng ho thì chúng ta phải nghĩ là cái nguyên nhân xuất phát từ cái viêm họng. Còn đối với cái viêm phế quản á, viêm phế quản thì thật sự nó cũng là một cái bệnh lý đơn giản, nhưng mà nó cái việc chẩn đoán của nó thì thật sự nó là thường thường là dựa vào kinh nghiệm của bác sĩ nhiều hơn. Và cái tác nhân thường thường gây cái viêm phế quản là cái tác nhân CV. Sau một đợt nhiễm CV bị cảm, rồi sau đó cái bị tác nhân cảm là do cái thường gặp nhất là do virus, thì cái virus nó tấn công vào cái đường thở của chúng ta, làm tổn thương cái đường thở, tổn thương cái cơ chế bảo vệ đường hô hấp trên này, từ đó nó lan tràn xuống dưới, gây tình trạng là nó viêm nhiễm ở đường hô hấp dưới, mà chủ yếu là cái đường phế quản là nên mình có cái bệnh cảnh là viêm phế quản. Đối với khi nào mà mình nghĩ đến cái tình trạng là tổn thương này, cái viêm nhiễm này đã tấn công đến cái đường hô hấp dưới, là khi thường thường bệnh nhân sẽ có cảm giác là cái đàm nó xuất phát từ ở trong không ngực đi ra. Nhưng mà cái viêm phế quản thì nó có đặc điểm là nó chưa có tổn thương rõ ràng trên cái phổi của chúng ta, do đó thường chúng ta chấp viêm phổi ra đa phần là phổi chúng ta bác sĩ bảo là phổi bình thường, thì nó chỉ là có tình trạng là nó viêm ở trong cái đường thở thôi. Kèm với đó là có thể nó sung huyết mà nó chưa có tổn thương ở cái nhu mô phổi rõ ràng, nên chụp phim phổi thì chúng ta sẽ thấy được cái tổn thương. Còn đối với cái ho trong bệnh cảnh của lao phổi á, thì thật sự thì riêng cái ho nó như thế nào, là ho mà nghĩ là ho lao thì đa phần chúng ta phải nghĩ đến cái ho lao khi mà chúng ta ho kéo dài. Trong cái khuyến cáo rõ ràng, ví dụ khi mà mình ho kéo dài trên 2 tuần á, kiểm tra phim phổi, mình đi nên đi xét nghiệm đàm, tại vì mình là dịch tễ tiểu lao thì cái khả năng mình bị nhiễm không được tụt cao, và mất thời điểm nào đó khi mà sức đề kháng mình yếu, nó bộc phát lên bệnh lao thì rất là dễ dàng. Do đó cái chúng ta phải lưu ý về cái vấn đề này, khi mà chúng ta có tình trạng ho mà kéo dài nó không đỡ thì chúng ta nên đi khám sớm để được bác sĩ cho làm những cái cận lâm sàng, cũng như là chẩn đoán sớm cái bệnh thì chỉ là sẽ thích hợp hơn. Về cái vấn đề mà khi mà có một cái người thân trong gia đình mà nó phòng ngừa như thế nào thật là tốt á, thì ở đây chia sẻ cả nghe đài nó hai cái khía cạnh, thì có một khía cạnh là liên quan đến người bệnh và một khía cạnh liên quan đến người thân chăm sóc, người thân ở trong nhà. Thì đối với cái người thân á, thì một lời khuyên là mình cũng nên đi kiểm tra sức khỏe. Khi mà cái người bệnh trong nhà mình mà đã tiếp xúc trước đó một thời gian rồi, thì có thể là cái tiếp xúc đó cũng dẫn đến một cái đi bệnh, thì mặc dù mình có thể mình chưa có triệu chứng, do đó mình cũng nên đi có cái ví dụ mình đi tìm tội coi nó có tội hay không để mình phát hiện sớm. Tức là những người thân trong gia đình cũng phải đi kiểm tra lá phổi của mình. Cũng nên đi kiểm. Vậy là mình chỉ cần chụp X quang thôi hả ba? Đa phần là mình chụp X quang thôi. Thường mình không có triệu chứng gì hết, thì mình không có ho, không có đàm gì hết. Thì không phải nào kiểm tra được. Thì cái X quang là cái đơn giản nhất, giống như kiểm tra sức khỏe định kỳ vậy. Còn cái phương diện thứ hai là đối với cái người mà người bệnh á, thì mình phải nắm được cái việc là cái nguyên tắc cái bệnh lao này, lao phổi thường thường nó lây qua cái con đường hô hấp, mà chủ yếu là qua cái chất tiết mà khi mình ho khạc á, thì giảm thiểu cái lây nhiễm cho những người khác bằng cách mình có ý thức về vệ sinh cái đường thở thật là tốt. Là khi mà mình ho khạc mình phải chiết và mình phải vệ sinh cái những cái chất tiết ở những cái nơi thích hợp mà để nó lây nhiễm ra xung quanh. Cái thứ hai đó là cái môi trường mình sống á, thì mình nên để cho nó thoáng. Tại vì cái môi trường thoáng này, thứ nhất là không khí nó lưu thông, nó không có động lại, hay là cái ánh sáng của cái nhiệt độ, cái môi trường nó có thể giết được cái con vi trùng lao này. Thì chúng ta nên để cái môi trường sống thoáng trong cái sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, đỡ cái việc là nó lây nhiễm hơn. Bây giờ thì chúng ta quay trở lại những cái thông tin mà chúng tôi cập nhật về tình hình bệnh COVID-19. Thưa các bạn, lúc 6 giờ sáng ngày 15 tháng 8 giờ Việt Nam thì toàn thế giới đã có hơn 21 triệu ca bệnh, trong đó có hơn 762.000 người chết và trên 14 triệu người đã khỏi,
bệnh đã có ở 210 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ở cùng thời gian này, thì Bộ phận Thường trực đặc biệt chống dịch COVID của Bộ Y tế tại thành phố Đà Nẵng cũng thông tin về trường hợp tử vong bệnh nhân 19 thứ 702. Bệnh nhân nam có tiền sử là suy thận ở giai đoạn cuối, chạy thận nhiều năm, tăng huyết áp, suy tim. Như vậy là đến ngày 15 tháng 8, chúng ta có 22 trường hợp mắc COVID-19 tử vong. Nhưng mà đến sáng 16 tháng 8, thì Bộ phận Thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Đà Nẵng đã thông tin đến ca tử vong do COVID-19 thứ 24. Và chúng tôi cũng cập nhật con số đến chiều tối 16 tháng 8, thì Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID thông báo ghi nhận 11 ca mắc mới. Và với số ca mắc mới này thì Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng là 962 ca COVID-19. Trong đó thì có 626 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Mà số ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay là 486 ca. Đó là những con số mà mình cũng không mong muốn, phải không bác Hồ Lam? Thế nhưng mà cái số người cao tuổi có bệnh nền thì tử vong cũng đã tăng lên. Trong khi chúng ta biết lúc này là các nhà khoa học, các bác sĩ cũng đang hết sức cố gắng tìm cái phương pháp điều trị, phân tích độc lực của các chủng virus corona. Chúng ta chưa có vaccine và thuốc đặc trị để mà điều trị, thì chắc chắn là bác sĩ chuyên khoa hô hấp cũng có lời cảnh báo cho mọi người, nhất là bệnh nhân mà có tiền sử bệnh hô hấp thì càng phải cẩn trọng việc giữ gìn sức khỏe trước tiên cho chính mình, để bảo vệ sức khỏe cho mình và cũng là cách phòng bệnh cho toàn xã hội. Xin mời tư vấn của bác sĩ Hồ Lam ạ. Vấn đề cái đại dịch đang xảy ra thì đúng là mọi người thực tế là khi mà mình khám bệnh thì mọi người cũng đều ý thức đến cái việc và đến nguy hiểm của con virus này, thì điều đó cũng là một cái điều đáng mừng. Trong đặc biệt là khi mà mình sợ nó thì mình có cái nâng cao cái ý thức phòng bệnh của mình hơn. Thì điều đó cũng là một cái tốt. Thì giống như cái nguyên tắc phòng bệnh thì cái về cái cơ chế lây truyền chính đến thời điểm này người ta nhận diện cho liên quan cái con virus COVID này á, thì nó chủ yếu là lây qua cái đường hô hấp, mà chủ yếu nó lây qua cái giọt bắn khi mà bệnh nhân ho hắt hơi. Từ đó cái việc vệ sinh thì cũng giống như những nguyên tắc chung của chúng ta thì chúng ta cũng nên tuân thủ. Ví dụ như từ đầu chương trình chị Dung có nhắc đến cái việc là chúng ta cũng nên vệ sinh tay thường xuyên. Khi mà chúng ta tập trung đi ra ngoài đường thì chúng ta nên mang khẩu trang. Hoặc là chúng ta cũng không nên tập trung đông người quá. Đó là những cái nguyên tắc chung để chúng ta giúp về ngăn cản bảo vệ bản thân cũng như là bảo vệ cho cái cộng đồng để tránh nhiễm. Khi mà cái nói về cái việc đeo khẩu trang á, thì ở đây mình chia sẻ một tí á, là không phải nhất thiết cái việc đeo khẩu trang là nó bảo vệ bản thân mình không, mà mình phải hiểu là nó vừa bảo vệ mình mà nó vừa bảo vệ cho người khác. Nó có hai chiều. Nghĩa là ví dụ mình là cái người mà mang mầm bệnh chẳng hạn thì nó sẽ tránh phát tán mầm bệnh ra. Còn nếu mà mình là người khỏe thì nó hạn chế cái việc nó có thể là tiếp xúc với những cái quá trình cái COVID trong cái giọt bắn từ người bệnh, thì mình phải hiểu cái việc đó. Thì vậy cái lợi ích cả hai chiều. Và một cái điều nữa là chúng ta phải làm sao chúng ta tăng cường cái sức khỏe chúng ta, là ví dụ là đối với những cái bệnh lý hô hấp á, thì chúng ta phải tăng cường cái miễn dịch đường hô hấp. Ví dụ để ý đến cái việc đơn giản, ví dụ chúng ta phải uống đủ nước, làm niêm mạc cái đường hô hấp nó không có bị khô, rồi làm cho cái virus nó dễ xâm nhập vào cái đường hô hấp của chúng ta nó gây bệnh chẳng hạn. Hoặc là ngay cả những cái việc ăn uống sinh hoạt chúng ta cũng phải có một cái khoa học để giúp góp phần tăng cường cái sức đề kháng của cơ thể. Thì bên cạnh đó thì đối với những cái bệnh nhân về đặc hô hấp thì nếu mà mình có một cái nền bệnh thì đúng là mình cũng là một cái lo ngại rất là nhiều. Đối với khả năng là ví dụ mình bị nhiễm con này nữa thì rõ ràng là nó sẽ làm bệnh của mình, tại vì cơ địa mình có mang một cái bệnh nền. Rồi thì một cái bệnh nhân mà có những cái bệnh hô hấp mà nền đó thì là mình nên tuân thủ tốt cái điều trị của mình. Ví dụ mình phải tuân theo những cái hướng dẫn của bác sĩ về những cái thứ nhất là cái điều trị chính của mình, là mình phải điều trị nó thật là tốt. Đừng quên xài những cái thuốc, ví dụ những bệnh mãn tính như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, những cái thuốc hít, thuốc xịt là mình phải xài cho thật tốt, để
và mình phải có bên cạnh đó thì mình cũng phải tuân thủ những cái cách để tránh làm gọi là tổn thương cái đường thở. Dạ. Ví dụ như bệnh về đường hô hấp thì nó sẽ rất dễ kích thích bởi những cái lạnh hay là những cái ô nhiễm trong môi trường á. Dạ. Cái điều đó chúng ta cũng cần phải lưu ý để giúp cái bệnh hô hấp của chúng ta thật là sự ổn định để chúng ta có thể vượt qua được cái thời kỳ mà cái dịch bệnh diễn ra giai đoạn này. Dạ. Chúng ta cũng phải chung sức chung lòng mà chúng ta cùng chiến thắng cái căn bệnh này, phải không bác? Không thể chỉ có nói là đội ngũ y bác sĩ thôi, mà mọi người dân chúng ta cùng phải có một nhận thức tốt để phòng bệnh. Và những người mà có bệnh lý liên quan đến hệ hô hấp thì bác sĩ chuyên khoa hô hấp vừa cho quý bệnh nhân những thông tin để chúng ta cùng tự bảo vệ sức khỏe cho mình. Rất cảm ơn những thông tin trong phần đầu chương trình mà thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồ Lam dành cho quý khán giả, gửi đến quý khán giả để chúng ta cùng tìm hiểu về cách bảo vệ lá phổi trong bệnh COVID-19 là sao. Còn bây giờ thì chúng tôi xin dành thời gian để quý khán giả được trò chuyện trực tiếp cùng thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồ Lam. Xin được ghi nhận câu hỏi của vị khán giả đầu tiên ạ. Alo. Dạ, tôi tên Tám ở Đồng Tháp, 59 tuổi. Dạ, chào chị. Mà tôi muốn hỏi thầy bác sĩ, sao tự nhiên tôi mệt lên, cái tôi bệnh, cái đau, cái xuất viện, đi cái bé cái xuất viện về, cái đã nói là bệnh hen suyễn mà cho tôi cũng còn mệt hoài, em suyễn mà. Tôi hỏi thử coi cái bệnh đó nó có lây cho người thân không ạ? Dạ, chị điều trị hen suyễn bao lâu rồi hả chị? Mới cách đây nửa tháng. Dạ, mình mới phát hiện bệnh thôi hả chị? Dạ, mới lần đầu tiên luôn. Dạ. Rồi bắt đầu từ cái triệu chứng như thế nào? Như mới đầu thì nó ho. Cũng có ho. Ho cái nó mệt rồi. Mệt. Khi cái đầu đi xuất viện, tôi đi nhập viện luôn à. Dạ, dạ. Rồi bây giờ mình hỏi về cái phương pháp điều trị bệnh suyễn của mình. Rồi căn bệnh này có lây cho những người thân trong gia đình hay không? Phải không chị? Dạ. Yeah. Mùa dịch bệnh này thì mình là càng cẩn trọng hơn, bởi vì mình cũng gần bước vào cái tuổi 60 rồi chị ha. Dạ. Yeah. Xin mời chị nghe tư vấn của bác sĩ Hồ Lam ạ. Chào cô Tám ạ. Hồi nãy có nghe cô ta là cô được chẩn đoán hen suyễn á. Xin hỏi cô, không biết là hiện tại là cô đang điều trị cái hen suyễn mình như thế nào đó cô Tám? Cũng như mới như cái bệnh hổm dài, cái người ta kêu mỗi tháng mỗi đi, rồi cái người ta cho uống thuốc sáng uống viên, trưa viên, chiều viên, rồi tức là chị uống sáng trưa chiều mà uống liên tục là bao lâu rồi? 3 ngày. Uống được 3 ngày rồi. Mình thấy tình hình sức khỏe của mình có cải thiện hơn không chị? Thì nó cũng hơi bớt một chút rồi đó. Bớt một chút bác ơi. Nhưng mà chẩn đoán là bị hen suyễn ha cô Tám? Chẩn đoán bữa hổm thì khi xuất viện về người ta để trong cái giấy là bệnh hen suyễn rồi đó. Nhưng mà trong cái toa thuốc mình lúc xuất viện, bác sĩ bác kê cho cô mấy cái thuốc hết, thuốc tịch gì không cô? Có thuốc tịch nữa. Cái chai thuốc tịch của cô màu gì hả cô Tám? Không biết, ở ngoài cái màu nó tím tím rồi trong đen rồi, cái mình rút cái nút ra cho mình nhận xuống cái nó xịt ra vậy đó. Đúng rồi rồi, chai thuốc đó là chai điều trị duy trì ha. Rồi còn cái chai nào mà cái chai màu, nhưng mà bác sĩ nói là khi nào mà nó khó thở thì mình mới xịt cái chai đó không? Không có chai đó, cũng như xịt sáng xịt chiều không à. Chỉ có chai màu tím xịt sáng xịt chiều thôi ha. Có hai nãy cô nói là cô mới cái chẩn đoán cái hen suyễn là cái đợt nhập viện, giờ là không có ha. Thì hồi nãy trong câu của cô chỉ có hai cái vấn đề, nhất là cô hỏi là cái bệnh này nó có lây cho các thành viên trong gia đình hay không, thứ hai là cái bệnh này điều trị như thế nào cho nó ổn. Cái chia sẻ thứ nhất á, là về mặt cái bệnh này nó có tính di truyền hay không á, thì theo cái báo cáo thì nó có tính di truyền cô nha. Ví dụ cái tỷ lệ, ví dụ mình nêu ra cái tỷ lệ ở đây, ví dụ người ta nói là cái nếu mà ba hoặc là mẹ bị hen suyễn thì cái tỷ lệ mà con bị là nó bị 25%, còn nếu mà cả ba và mẹ đều bị hết thì khả năng mà con bị hen suyễn là lên tới 50%. Thì về mặt di truyền là nó có cái tính di truyền, do đó trong cái bệnh bình thường bác sĩ sẽ hỏi câu là nếu mà nghi ngờ một bệnh nhân bị hen suyễn thì người ta sẽ hỏi là người thân có ai bị hen suyễn hay không.
vấn đề thứ hai nữa là cái việc điều trị của cô là thấy có vẻ là nó chưa có được, mặc dù nó có giảm á, nhưng mà nó chưa có được theo ý mình là nó cải thiện tốt á. Thì cái việc này mình sẽ cần phải xem lại, nó sẽ có liên quan đến một vài cái vấn đề về điều trị của hen suyễn. Thứ nhất á, là mình phải coi lại cái hen suyễn, cái bệnh hen suyễn mình nó có thật sự là cái hen suyễn hay chưa. Tại vì mình chẩn đoán là cái hen suyễn ở cái độ tuổi cũng tương đối là lớn, 50 mấy tuổi. Cái bệnh hen suyễn thì thường thường thấy đa phần là ở người trẻ, mặc dù ở người lớn tuổi cũng có thể gặp, nhưng mà cái tỷ lệ này nó thấp hơn. Do đó mình phải coi lại cái đúng là bệnh hen suyễn hay là nó còn có những cái bệnh khác mà đi kèm để cho tình trạng của mình khó thở hay không. Để mình điều trị luôn nó thì nó sẽ tốt hơn. Cái vấn đề thứ hai đối với cái hen suyễn là cái vấn đề điều trị. Tại vì cái bệnh hen suyễn nó điều trị nó không giống như cái mấy cái bệnh thông thường, ví dụ bệnh tim mạch từ gì á, thì mình chỉ cần bác sĩ đưa cho mình cái viên thuốc mình uống thì rất là đơn giản. Thì là mình phải xài những cái thuốc sạch giống như nãy có hỏi cô cái chai màu tím vậy đó. Cái thì đối với cái thuốc tịch thì nó hơi đặc biệt với chú, ví dụ cái tịch mình không biết cách tịch mình tịch nó sẽ sai, mà tịch sai là thuốc nó không có vô được cái đường thở và nó không đạt hiệu quả. Đó đối với những cái bệnh lý này là cái vấn đề mấu chốt nó còn nằm ở cái chỗ là cái cách mình xài cái thuốc đó nữa. Mình xài phải đúng cái cách cái thuốc vô được cái đường thở thì nó mới hiệu quả nữa. Và phải có thêm một cái thuốc giống như nãy có hỏi cô á, là cô chưa được đó, rồi là cái thuốc cắt cơn nữa, là khi mình lên cân mệt mình phải có cái giải pháp mình cắt cơn. Thì nó có nhiều cái điểm nó còn chưa được, còn có vẻ như còn hơi thiếu sót trong cái điều trị của mình. Thì cái này thì cô nên đi đến gặp trực tiếp bác sĩ và mình tái khám lại cho bác sĩ có một cái hướng dẫn cũng như là đánh giá lại cho nó toàn diện hơn, để mình có một cái điều trị cũng như là một cái chẩn đoán nó đầy đủ hơn thì cái bệnh mình mới mong thiên giảm tốt được nha cô. Rồi chị Tám cố gắng thực hiện theo lời khuyên của bác sĩ chương trình nha. Chị muốn hỏi gì thêm? Muốn hỏi trong gia đình sống tức là chị muốn hỏi cái bệnh này có lây cho những người thân trong gia đình mình không ha? Cái bệnh này là cái bệnh không phải là lây, nhưng mà nó là cái bệnh vì có tính di truyền, tức là cái người trong gia đình bị thì cái người thân mình cũng có nguy cơ bị. Phải lây giống như là cái bệnh lao chẳng hạn, như từ đầu chương trình nói là cái bệnh lao phổi chẳng hạn. Thì cái bệnh lây đây là nó truyền, cái con vi trùng lao nó lây từ người này sang người khác, có tính di truyền, về gọi là về gen á. Thì có chia sẻ như là cái ví dụ cái ví dụ cha mẹ bị thì con tỷ lệ bị như thế nào. Rồi trước hết thì mình lo điều trị bệnh cho mình, những vấn đề cần lưu ý thì bác sĩ Hồ Lam cũng nhắc nhở chị rồi, phải tái khám đúng định kỳ để bác sĩ cần điều trị có thể cho chị làm thêm những cái xét nghiệm gì nữa chị ha. Cảm ơn chị đã cùng tham gia chương trình. Chúng tôi xin tiếp nhận câu hỏi của thính giả kế tiếp. Chị Tình Nguyễn Thị Cúc, 57 tuổi, ở Vĩnh Long, Bình Thanh, Vĩnh Long. Chào chị. Chào bác sĩ, chào cô Dung. Hay bị cảm, ho, sổ mũi. Đầu nóng lạnh khi thời tiết thay đổi cũng bị ho, với tắm nước lạnh cũng bị ho nữa. Rồi giảng dạy tiếp xúc với trẻ mầm non đó. Nhiều khi cũng có trẻ ho, không biết có mình bị ảnh hưởng chung không. Nhưng mà khi hổng dài thì nghỉ hè rồi, cho nên là có đi uống thuốc điều trị thì bác sĩ tai mũi họng thì để là viêm mũi họng. Rồi bên khoa nội thì sẽ để là viêm đường hô hấp trên. Thì qua cái cách như vậy, do sức khỏe mình yếu hơn như thế nào, như tiếp xúc trẻ có bị ảnh hưởng gì không? Bác sĩ hướng dẫn cho cách điều trị với ăn uống ra để có sức đề kháng, để cho có sức khỏe tốt, chống đỡ bệnh tật vậy. Xin mời tư vấn của bác sĩ Hồ Lam ạ. Qua cái câu hỏi của cái chị Cúc thì mình nắm về thì chị Cúc nếu mà có gì thêm thì chị Cúc bổ sung thêm ha. Thì chị bảo là chị có cái vấn đề là nó thường hay bị cảm, ho, đau họng, và khi tiếp xúc với lạnh thì nó hay bị cái vấn đề đó. Dạ đúng không? Nhưng mà cái vấn đề mà cảm, ho, đau họng này mình có bị thường xuyên không? Trái gió trở trời mình bị liền hả chị? Chị tắm lạnh cũng bị. Cái vấn đề của chị là quan tâm là nó sợ cái bệnh này nó lây cho mấy cái em nhỏ trong cái công việc của mình hay là sao chị, hay là phải không vậy? Khi mà chị giảng dạy chị giữ bé thì chị sợ là mình sẽ lây cho bé, hay là chị sợ bé lây cho mình? Sợ
xả bé lên mình tại dạ. Dạ. Nói chung là ở trẻ em thì rất dễ bị mấy cái viêm nhiễm đường hô hấp mà nó có thể nói chung là cái tác nhân virus là tác nhân thường hay bệnh này thì nó cũng dễ lây. Đối với những về cái đường hô hấp mình cụ thể đây là bác sĩ này, cái bác sĩ có đề cập đến là hô hấp trên đó, thì chị Cúc phải hình dung cái vấn đề là mình nó bao gồm cái mũi này, họng này, thì đó là cái giống như hình dung nó giống như là cửa ngõ và ra vào của cái luồng không khí đi vào. Thì bất kỳ cái môi trường, từ cái môi trường ví dụ không khí lạnh hay là cái không khí bị ô nhiễm, nó sẽ đi qua cái cửa ngõ đó, và cửa ngõ là cái nơi tiếp xúc đầu tiên với cái tác nhân kích thích bên ngoài. Do đó là mình, nếu mà mình giữ không tốt, tránh những cái kích thích đó thì nó rất dễ bị viêm nhiễm đường hô hấp trên. Do đó cái lời khuyên đầu tiên dành cho chị là chị nên gọi là giữ ấm, giữ ấm tránh bụi bặm, ví dụ kính bụi, ví dụ như mình mang khẩu trang gì đó thì nó rất là tốt. Thì cái tránh lạnh mình cái nói thì nó có vẻ nó đơn giản, nhưng thật sự nó có nhiều cái tình huống mà mình nhiều khi mình không để ý. Thì có thể chia sẻ chị đây, ví dụ như là chị ví dụ máy lạnh, máy quạt là cái mà mình thường sử dụng trong cái hàng ngày. Nhiều khi mình không để ý, mình để cái máy quạt nó chĩa thẳng trực tiếp vô mặt, thì khi mà mình ngủ qua đêm nó sẽ làm khô cái đường thở của mình, nên dễ tổn thương cái đường thở. Hoặc là cái máy lạnh chẳng hạn, nó phà vô cái đường thở mình, nó làm lạnh cái đường thở mình thì nó rất dễ tổn thương. Hoặc là mình ngay cả việc mình tắm mà mình tắm nước lạnh chẳng hạn, hoặc là mình tắm ban đêm, mình có để thì mình nên tắm nước ấm là nó tốt hơn. Hoặc là uống nước đá, nước lạnh là cái đường thở mình nó nhạy cảm rồi, mà mình tiếp xúc như vậy thì nó sẽ dễ bị thì nó vẫn có nhiều cái vấn đề mình phải phân nhỏ ra từ cái câu mà là tránh tiếp xúc lạnh, nó sẽ có nhiều cái ý trong đó. Mình phải để ý mấy cái việc đó thì mình mới giữ tốt được cái đường thở mình, thì hy vọng là có cái việc tốt thì mình sẽ hạn chế được cái phần nào nó cứ bị đi bị lại cái việc mà cảm ho đau họng. Và cái thứ hai nữa là đối với cái cảm ho đau họng này, thường nhất người ta thấy là nó có thể liên quan đến virus. Thì đối với cái virus thì mình có một cái lời khuyên là mình có thể chích ngừa cảm cúm. Thì nó có thể giúp mình tăng thêm cái sức đề kháng, hạn chế bằng một phần những cái tác nhân virus cúm nó gây ra cái bệnh lý đường hô hấp của chúng ta. Cũng là một cái biện pháp để tăng cường cái sức đề kháng của chúng ta. Và cái như hồi đầu chương trình có đề cập đến là đối với đường hô hấp thì chúng ta phải lưu ý là chúng ta uống cho đầy đủ nước, đặc biệt là uống nước ấm, thì nó sẽ giúp bảo vệ cái đường thở của chúng ta tốt hơn. Thì đó là những cái chia sẻ mà hy vọng là chị có thể giúp ích được cho chị trong cái việc tăng cường sức khỏe cái đường hô hấp trên của chị tốt hơn. Hy vọng chị sẽ thực hiện đúng lời khuyên của bác sĩ chương trình chị nha. Cảm ơn chị. Thêm một cái nữa là nếu mà chị bị cái đường hô hấp trên thường xuyên á, thì một cái mình có thể làm nó cũng đơn giản là mình có thể rửa vệ sinh á. Vệ sinh mũi họng hả bác? Mũi, rửa mũi họng. Hoặc là mình thường biết đây là mình xúc miệng khò nước bằng nước muối á. Thì mình làm ở cái vùng họng mình, thì đối với cái mũi mình cũng có cái là mình có thể rửa mũi bằng nước muối. Mà trên thị trường cũng có nhiều cái dụng cái chai nước rửa mũi mình cũng có thể xài, tại vì nó bản thân của nó chỉ là cái nước biển thôi. Cái mũi thì nó không phải là thuốc, không có tác dụng phụ lâu dài, mà nó được cái lợi là nó làm sạch cái đường hô hấp của chúng ta nó tốt. Tại vì mình là cái đường hô hấp trên này nó là cái cửa ngõ nó tiếp xúc. Thì mình có thể vệ sinh thêm cái việc đó. Thì nó sẽ thể tốt hơn chúng ta. Cảm ơn chị đã cùng lắng nghe chia sẻ của bác sĩ Hồ Lam ạ. Chúng tôi vẫn còn nhiều thính giả đang chờ gửi câu hỏi cho bác sĩ chương trình hôm nay. Mời thính giả tiếp theo ạ. Alo. Tôi tên Ánh, 61 tuổi, ở Tiền Giang. Dạ, mời nghe. Hỏi bệnh của chị. Chồng tôi. Dạ. 61 tuổi. Anh sao bị chị? Bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, mãn tính nhóm B á bác sĩ. Nhà bác sĩ tư vấn giùm. Anh điều trị bao lâu rồi hả chị? Chồng tôi bị bệnh năm nay là hơn 5 năm rồi, điều trị ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, uống thuốc được 2 tháng, rồi cái đó qua bệnh viện Chợ Rẫy tới điều trị tới hôm nay luôn. Rồi mỗi bây giờ tái khám một lần. Nhưng mà sức khỏe của anh sao chị? Có khá hơn trước không? Sức khỏe thì cũng đỡ hơn lúc trước đó bác sĩ. Rồi đi khám gần đây nhất thì bệnh viện Chợ Rẫy nói về bệnh của anh sao, bệnh tình anh sao? Kết quả anh sao? Kết quả thủng hai đáy phổi. Sơ nách phổi phải. Nám 1/3 phổi trái. Hỏi bác sĩ bệnh của chồng tôi có điều trị hết hay không, lâu dài có dẫn tới bệnh ung thư phổi hay không.
Dạ. Bệnh phổi có nguy cơ gây các bệnh nào khác. Dạ. Nhà bác sĩ tư vấn giùm. Dạ. Dạ rồi. Mời ý kiến của bác ạ. Dạ, cảm ơn cái câu hỏi của cô Ánh dạ. Thì cái bệnh của chú thì như cô nói là cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nhóm B. Mình hiểu chút xíu về cái bệnh người ta gọi là bệnh mãn tính đó. Có nghĩa là bệnh là lâu dài. Và thật sự một câu nói nghe có vẻ nó hơi thất vọng chút xíu, nhưng mà nó thực tế là cái bệnh nên vậy, để mình giúp mà mình hiểu rõ cái bệnh để mình tuân thủ điều trị tốt hơn á, là cái bệnh này nên điều trị lâu dài và điều trị suốt đời. Nó giống như cái bệnh mà huyết áp vậy đó, là nó cái bệnh mà mình điều trị thuốc luôn, mình không có phải là nó điều trị xong đợt cái nó hết luôn. Tại vì cái vấn đề nó nằm ở chỗ cái bệnh này, nó về cái bệnh nó là do nó cái đường thở á, của mình nó bị nghẹt cái đường thở, và cái đường thở này nó nghẹt là nó không hồi phục được. Do đó mình phải xài những cái thuốc để giúp cái đường thở này nó giãn ra, thì bệnh người bệnh nó đi đỡ khó thở, thì nó trở về cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày được. Do đó cái thuốc này mình phải xài và xài liên tục. Dạ. Yeah. Do đó cô phải tái khám và tuân thủ cái bác phác đồ điều trị của bác sĩ cho thật là tốt. Chị nhắc anh là đi tái khám nha. Dạ. Yeah. Thì cái tái khám thường xuyên lắm bác sĩ. Dạ, về tốt rồi đó chị. Dạ. Dạ. Thì tình trạng bệnh nó mới ổn định được. Cái thứ hai nữa là về cái tiến triển của cái bệnh này thì như thế nào. Thì đối với cái diễn tiến bệnh thì nếu mà mình mục đích của điều trị của cái bệnh này, mình hy vọng là mình sẽ giúp cái bệnh nó ổn định ở một cái chỗ là người bệnh sẽ thích nghi với cái việc đó, tức nghĩa là người bệnh vẫn sinh hoạt được với ở cái ngưỡng là cho phép, tức nghĩa là không có bị mệt, không có bị khó thở, những cái sinh hoạt mà vừa sức của mình thôi. Chứ còn làm cũng lên cơn mệt, mình phải biết được cái sức khỏe của mình tới đâu, mình hẹn làm tới đó thôi, chứ không có lại làm hơn được nữa. Cái thứ hai nữa là về tiến triển của cái bệnh này như thế nào, thì cái bệnh này nó sẽ có thể nó xảy ra những cái lần mà nó làm nặng hơn cái bệnh, người ta gọi là đợt cấp. Tức là tình trạng nó có thể là do cái nhiễm trùng hay là những cái yếu tố dù thời tiết thay đổi, hoặc là mình bị cảm chẳng hạn, thì nó có thể làm nặng, làm xấu đi cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính của chú. Do đó thường thường đối với bệnh nhân, mình cố gắng mình phòng ngừa những cái việc đó bằng cách là thường bảo bệnh nhân nên đi chích ngừa cảm cúm để phòng cái nhiễm trùng đường hô hấp, hoặc là nếu mà được thì nên chích ngừa về cái viêm phổi do phép. Bên cạnh đó thì thuốc lá, những cái yếu tố và ô nhiễm môi trường thì mình hạn chế, ngừng hẳn cái thuốc lá, hạn chế tiếp xúc với những cái môi trường ô nhiễm. Và cái về cái nguy cơ mà tiến triển thành cái ung thư phổi á, thì tỷ lệ của nó thì nó hoàn toàn không phải là hoàn toàn không có. Nhưng mà cái tỷ lệ nó thì nó cũng thấp, thì cái việc của mình làm sao mình phát hiện đó, thì cái nó nằm ở cái mấu chốt ở việc là mình nên tái khám để bác sĩ theo dõi thường xuyên. Thì cái đó là cái lời khuyên cho cô để cô giúp chú với việc hướng dẫn cho chú để cho chú tuân thủ cái điều trị và tái khám để theo dõi cái bệnh cho nó tốt hơn. Bác sĩ nói rồi, anh ở nhà thì cần phải tránh những cái yếu tố đó là sự ô nhiễm môi trường, nhưng mà thật sự thì tìm một cái môi trường trong lành trong sạch thì cũng khó, nhưng mà hạn chế tối đa thì vẫn tốt hơn, phải không bác Lam? Cho nên là chị có thể chăm sóc sức khỏe cho anh cộng với việc mà chúng ta dùng thuốc đúng theo chỉ định của bác sĩ, tái khám đúng là vậy, chỉ định của bác sĩ, và cũng phải chích ngừa cảm cúm hàng năm, phải không bác? Cảm ơn chị đã cùng gửi câu hỏi cho chương trình hôm nay. Chúng tôi xin lắng nghe câu hỏi của thính giả đang chờ gặp bác sĩ Hồ Lam. Alo. Dạ, tôi tên Dung ở Trà Vinh. Dạ, xin mời chị nêu câu hỏi. Dạ, em muốn hỏi, cũng như em bị ở bệnh viện Chợ Rẫy là 6-7 năm nay rồi, người ta nói là bị hẹp phế quản gốc trái bên tơi, hẹp phế quản gốc tơi bên trái. Rồi tới nay luôn em không có điều trị gì hết á. Rồi em muốn hỏi bác sĩ, mình bệnh đó mình để lâu rồi có ảnh hưởng gì không? Nhưng mà hiện tại thì chị thấy người như thế nào? Chị không có điều trị nhưng mà chị thấy trong người như thế nào? Mình làm nặng á, hay là mình chạy gì á, là nó mình thở nó hơi nhanh tí vậy đó. Là thấy hơi khó thở tí khi mà làm nặng hoặc là chạy nhanh. Dạ. Còn đi từ 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 thì không sao. Dạ. Vẫn sinh hoạt rồi bình thường hết chị Dung? Dạ bình thường. Nhưng mà hồi hồi trước là chị, lúc mà chị phát hiện cái bệnh, là tại sao phát hiện cái bệnh?
Lý do là trong người nó sao? Nặng ngực khó thở. Nặng ngực khó thở. Khi đó mình khám bệnh viện Trà Vinh thì chụp hình lên, người ta nói là bị xẹp phổi, xẹp một bên phổi. Cái 2-3 năm sau cái đi lên Chợ Gãy. Đi lên Chợ Gãy thì bác sĩ chẩn đoán là hẹp phế quản gốc T gì đó. Hẹp phế quản gốc T. Dạ, hẹp phế quản gốc T trái. Thì về cái bệnh này á, thì nói câu chuyện nó nằm ở hai chỗ là cái giống như cái bắt đầu và cái hiện tại. Thì thường thường á, đối với cái người mà 33 tuổi mà phát hiện ra, chị phát hiện cái này lúc nào, bao nhiêu tuổi hả chị? Cái đó dắt nó 20 mấy tuổi. À, 20 mấy tuổi, 20 mấy tuổi, khoảng 25, 26 tuổi ha? Dạ, dạ. À, thì ở cái độ tuổi nó phát hiện ra cái hẹp phế quản một bên á, thường thường nhất là ở, tại vì như hồi đầu chương trình không biết chị có nghe không, thì ở cái tỷ lệ mà lao ở cái người Việt Nam nó tương đối cao. Và cũng vài bệnh nhân là tôi cũng có gặp vài bệnh nhân là cũng bị cái tình trạng giống vậy, tức là bị lao xong rồi mình không có phát hiện ra thì để nó cái diễn tiến này nó gây ra tình trạng nó tổn thương, nó gây hẹp cái đường thở của mình. Thì giống như tình trạng của chị ấy, nó hẹp một bên của cái đường thở mình, có hai cái đường thở chính xong nó chia ra hai nhánh, thì ta gọi là phế quản gốc bên phải với gân ốt bên trái. Thì cái đường thở bên trái của chị nó bị hẹp, ta gọi là hẹp phế quản gốc bên trái. Thì thường là do cái di chứng sao phải lao mình phát hiện trễ rồi mình điều trị không thích hợp á. Cái khả năng thứ hai nữa là cái đó là cái một cái dị tật mà bẩm sinh á, thì chắc là khả năng hiếm, tại chị chỉ phát hiện cái tuổi là hai mấy tuổi, lúc đó cũng lớn tuổi rồi. Do đó cái nguồn gốc mà cái câu chuyện bắt đầu của cái này khả năng coi chừng nó liên quan tới cái lao. Thì không biết là hy vọng là cái lúc mà chị đi khám là bác sĩ đã đánh giá cái việc đó, ví dụ đánh giá coi cái lao của chị nó đã điều trị khỏi hay chưa, điều trị tốt hay chưa, còn cái vi trùng lao hay không để tiếp tục điều trị. Tại vì câu chuyện là nếu mà mình không điều trị thì đúng là cái bệnh nó càng ngày nó càng tiến triển, thì cái tổn thương cái phổi mình nó càng ngày càng nặng, hoặc là cái đường thở mình nó sẽ càng ngày nó càng hẹp, thì nó không tốt cho cái bệnh mình. Đó là cái vấn đề về cái nguồn gốc phát sinh của cái hẹp này. Cái thứ hai là diễn tiến của nó, tức nghĩa là với cái hẹp đó thì mình làm cái gì, tại sao bác sĩ lại đặt ra cái vấn đề là đặt cái stent để cho nó đừng có hẹp nữa. Tại vì khi mà nó hẹp như vậy á, thì thứ nhất nó sẽ làm chị thở không tốt, cái đường thở chị nó không tốt, bị hẹp mà chị sẽ khó thở. Và khi mà nó hẹp vậy thì cái phần mà sao chỗ hẹp nó dễ bị tắc nghẽn, ví dụ cái dịch tiết ở trong cái đường thở của mình nó đi qua cái, nó không có đi qua chỗ hẹp, nó bị ứ động ở phía dưới cái chỗ tắc nghẽn đi, và nó sau này nó dễ bị nhiễm trùng sau này. Nhiễm trùng nặng, ví dụ sau này nó có những cái nhiễm trùng nặng hơn cho cái ứ động như vậy. Thì nó sẽ làm nặng hơn cái tình trạng của chị. Do đó bác sĩ mới đặt ra cái câu chuyện là bây giờ tôi giải quyết cái tắc nghẽn đó bằng cách nào, là tôi đặt cái stent vào cái chỗ tắc nghẽn đó. Thì nó sẽ giải quyết được hai chuyện, đó là cái đàm nhớ nó không ứ động trong tắc nghẽn, thứ hai là nó thông thoáng được cái đường thở của chị, thì chị sẽ giảm cái việc khó thở hơn. Thì nó có hai cái vấn đề chia sẻ chị về cái bệnh cảnh của chị như vậy. Thì không biết thì chị có thêm cái câu hỏi gì nữa không? Mình bị như vậy rồi mình điều trị như thế nào vậy bác sĩ? Lúc mà chị bác sĩ đề cập đến cái việc đặt cái stent cho chị á, thì chị có suy nghĩ sao về cái việc đó? Tại vì nếu mà nó hẹp mà người ta đặt được thì đặt được là một cái tốt đó, cho mình á, để vậy có thở mà vừa có nó ứ động cái dịch mà nó dễ nhiễm trùng sau này, tức là sẽ có lợi cho bệnh nhân hơn hả bác? Thì đó là một cái biện pháp điều trị cho mình á, thì chị cũng nên cân nhắc về cái việc đó ha. Thì cái thứ hai nãy có nói là cái vấn đề là lúc đầu phải coi cái nguyên nhân tại sao nó hẹp, để giải quyết cái nguyên nhân đó thì nó sẽ tốt hơn để phòng ngừa cái bệnh nó không tiến triển nữa. Chị Dung thỏa mãn với những thông tin bác sĩ tư vấn cho chị chưa? Em muốn hỏi cũng như em mang bầu em bé đó, em sanh ra rồi có bị ảnh hưởng gì tới em bé không chị? Có chuyện qua cho nó không? Hiện tại chị đang mang thai hả? Em sanh em bé rồi rồi được 20 tháng rồi. Tức là sợ cái bệnh của mình có ảnh hưởng cho bé. Nó sẽ có liên quan về cái hai vấn đề. Thứ nhất là cái bệnh này như là nói lúc đầu chị phân tích thì ít nghĩ đến cái việc là cái bệnh lý này bệnh lý về dị tật bẩm sinh. Do đó cái mặt di truyền thì thường thường nó không có vấn đề đáng ngại.
Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ là cái nếu mà cái nguyên nhân mà thứ phát, ví dụ như tình nạn mà mình lao mà mình không có chẩn đoán điều trị tốt á, thì nó là một cái đáng ngại, ví dụ nó có thể lây truyền. Cái đó chị phải làm rõ cái bệnh mình nó có bị lao hay không, để điều trị. Tại vì ngoài cái việc là nó ảnh hưởng cái bệnh lên bản thân mình thì nó có thể lây truyền cho những người khác, cho nó có người thân trong gia đình của mình. Thì nó cũng là một cái biện pháp để phòng ngừa việc này. Cảm ơn chị rất quan tâm đến vấn đề sức khỏe của mình và được bác sĩ chương trình chia sẻ. Mong chị tiếp tục theo dõi chương trình chị ha. Chúng tôi vẫn còn thính giả đang chờ gửi câu hỏi cho bác sĩ Hồ Lam. Mời thính giả tiếp theo ạ. Alo. Dạ, em chào bác sĩ ạ. Dạ, chào chị. Em tên Tú ở Vĩnh Long á, em muốn hỏi cho chồng em là anh 45 tuổi, lúc trước là anh có bệnh, anh lên bệnh viện Phạm Ngọc Thạch á. Anh khám là cũng như anh thở nó mệt, thở nhanh. Rồi điều trị 2 năm xong rồi nó bớt, rồi về bên bệnh viện bên Cần Thơ cũng điều trị. Nhưng mà lên Phạm Ngọc Thạch thì người ta nói ông xã chị bị bệnh gì? Tắc nghẽn phổi mãn tính. Phổi tắc nghẽn mãn tính. Còn đi bên Cần Thơ thì họ ghi là hen suyễn. Đi Cần Thơ thì nó hen suyễn. Hỏi là cái bệnh đó là hai bệnh nó kêu tên vậy đó, nó có giống nhau hay không? Đây là hai bệnh hay là một bệnh, phải không? Rồi. Hỏi thứ hai, anh được điều trị sao chị? Cũng như là qua Cần Thơ thì cũng như cho cái chai thuốc hết. Bây giờ thì mỗi lần hết thuốc vô á thì nó mới thở được, còn không thì nó mệt. Rồi hết hoài vậy đó. Rồi em hỏi rồi có bị lờn thuốc hay không. Rồi câu hỏi thứ hai là cũng như là ví dụ như nghe người ta nói đặt tên đó bác sĩ, nơi nào là đáng tin cậy để đặt cái đó. Ảnh còn trẻ, ảnh mới 45 mà. Có đặt tốt hay không. Em cảm ơn. Chị rất lo lắng cho sức khỏe của ông, của người chồng á bác. Vì có ba ý để chia sẻ chị đây. Thứ nhất là kỹ là chị hỏi là hen suyễn với cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nó là một bệnh hay hai bệnh. Thì mình cứ nghĩ một cách đơn giản thôi, nếu mà một bệnh người ta không gọi là hai thứ. Tức là một người có thể một người có hai thứ bệnh, ví dụ người ta gọi biệt danh hay là người ta gọi cái tên chính không khai sinh gì. Nhưng mà cái này gọi hai cái tên bệnh là mình nghĩ là hai cái bệnh, hai cái bệnh khác nhau. Mình hiểu là chỉ nên nha. Nhưng mà tao ở Phạm Ngọc Thạch đó thì tắc nghẽn mãn tính, mà ở Cần Thơ đó thì ghi hen suyễn bác. Bác sĩ đang giải thích cho chị nè. Để phân tích cho chị cái nhưng mà nó có một cái điểm chung, nó một điểm chung nó đều là bệnh lý về đường thở. Cái đường thở đây là đường thở tắc nghẽn, tắc nghẽn đường thở. Nhưng mà trong cái thằng hen suyễn á, trong cái thằng hen suyễn cái từ tắc nghẽn đường thở là nó xuất hiện từng lúc, nghĩa là cái đường thở nó co thắt lại. Nhưng mà khi mà hết tình trạng co thắt đó thì cái đường thở trở về bình thường. Còn trong cái thằng bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính á, là cái tình trạng tắc nghẽn là tắc nghẽn kéo dài, tắc nghẽn mãn tính luôn. Và khi mà mình xài cái thuốc vô á, thì nó hy vọng nó giãn ra một chút cái đường thở đó thôi. Và cái cơ chế bệnh nó cũng khác nhau. Cái thằng bệnh hen suyễn á, thường thường nó có yếu tố di truyền, yếu tố về dị ứng và những cái bệnh dị ứng đi kèm. Còn đối với và thường thường khởi phát ở cái người trẻ tuổi. Còn đối với cái bệnh mà phổi tắc nghẽn mãn tính này, thì thường thường liên quan đến cái người lớn tuổi, vượt trên 40 tuổi, rồi có hút thuốc lá hoặc là tiếp xúc với môi trường ô nhiễm gì đó. Và cái triệu chứng của nó thường thường là nó sẽ dai dẳng. Ví dụ nó thường thường ho khạc đàm buổi sáng, ho khạc đàm kéo dài, rồi cứ làm cái gì nặng nặng chút xíu là mệt, làm cái gì nặng nặng chút xíu là mệt. Và làm phải dư sức mình thôi, chỉ làm hơi cái đó là nó sẽ bị khó thở. Thì mình hiểu năm nay là kiểu hai cái bệnh nó như vậy, nhưng cái điều là cái bệnh đường thở hết. Do đó, nhưng mà đối về tiên lượng á, thì cái bệnh hen suyễn nó sẽ có tiên lượng tốt hơn, cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Nó điều trị sẽ tốt hơn, nó đáp ứng thuốc tốt hơn. Do đó cái thường thường để phân biệt hai trường hợp này á, thì thường thường bác sĩ sẽ có một cái động thái là bác sĩ sẽ đo cái người bệnh là đo chức năng, gọi là đo hô hấp ký hay là cái gọi là chức năng hô hấp á. Thì khi mà đo cái đó, nếu mà mình xài cái thuốc xịt vô mà cái đường thở ra nó vẫn còn tắc nghẽn á, thì với cái điều trị về lâu dài mà cái đường thở nó không có hết tắc nghẽn á, thì mình sẽ nghĩ trường hợp đó phải dừng là bệnh tắc nghẽn mãn tính nhiều hơn là hen suyễn. Nhưng mà sẽ có những cái trường hợp nó khó chị. Ví dụ ở cái độ tuổi của chồng chị bảo là có mất 45 tuổi đúng không vậy? Đúng vậy. 45 tuổi
thì cái độ tuổi này nó nhấp nhé, nó hơi lớn, lớn hơn 40 tuổi chút xíu, thì nó cũng không gọi là già quá, cũng gọi là người trẻ nữa. Nó gấp nghe vậy, nhưng bác sĩ vẫn hy vọng một việc là gì? Ví dụ mình khi mình kết luận một cái bệnh gì đó mà nó tiên lượng nó xấu thì mình cho cái nghĩ cái tiên lượng nó tốt, bệnh cảnh tốt hơn. Ví dụ mình nghĩ là hen suyễn trong điều trị thời gian mà theo dõi rồi. Tại vì có những trường hợp ví dụ hen suyễn nó chồng lên đó là cái tình trạng bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hai cái trường hợp này đi kèm luôn. Thì nó rất là khó trong những trường hợp đó, tại vì hai cái nó tiên lượng nó khác nhau. Nếu mà mình bảo là đây là tắc nghẽn mãn tính rồi thì cái về lâu dài thì bệnh nhân phải điều trị suốt đời luôn, ở bệnh này nó không có hết hạn. Nhưng mà về hen suyễn, nếu mà hen suyễn thì nó sẽ điều trị thật là tốt, nó trở về giống như người bình thường. Do hai cái bệnh đó chẳng có tiền định gì. Do đó khi mà mình chẩn đoán, mình theo dõi điều trị là mình phải cân nhắc rất là kỹ trong trường hợp đó. Thì chị nên đi theo dõi bác sĩ và trực tiếp tư vấn từ bác sĩ điều trị để bác sĩ có một cái nhìn nhận nó đầy đủ hơn, không chỉ về cái bệnh mà còn về cái xét nghiệm nữa. Thì mình mới trả lời được cái chính xác là cái bệnh này là bệnh phổi tắc nghẽn hay là cái chỉ là cái hen suyễn thôi. Thì nó sẽ tốt hơn cho mình, để mình cứ lấn cấn vậy mình điều trị. Mình nhiều khi mình cũng phân vân cái điều trị, mình không tuân thủ cái điều trị tốt, tại vì người này nói bệnh này, người kia nói bệnh khác, thì rõ ràng là mình cũng phân vân ha. Cái câu hỏi thứ hai của chị là liên quan đến cái ý là về cái xài cái thuốc lâu dài nó khác, nó lợn, có bị lần thuốc không phải không á? Thì đối với cái bệnh, những cái thuốc mà về điều trị bệnh lý đường hô hấp mà người ta xài là phải xài kéo dài, kéo dài. Do đó mình cũng an tâm về cái mặt này. Giống như mình uống cái thuốc huyết áp và hỏi lâu ngày thì nó có khác là cái thuốc hay không á, thì cái thuốc huyết áp là về điều trị lâu dài. Nhưng mà mình phải hiểu việc là cái bệnh của mình á, nó không phải nó nằm ở tại chỗ, cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nó không phải nằm ở cái mức đó không. Nhiều khi bệnh nó sẽ nặng hơn, nhiều khi bác sĩ tùy vào cái đó mà bác sĩ có thể kê thêm cái thuốc cho mình để cái tương ứng với cái mức độ bệnh của mình, để mình ý cải thiện được cái triệu chứng của bản thân mình, ý thấy bớt mới khỏe được. Cái đó cái về theo dõi lâu dài thì nó rất là khó nói. Mình phải theo dõi là mình có cái hướng điều trị để nó phù hợp. Còn cái câu thứ ba thì chị chắc nhìn nhắc lại. Cũng như là chồng em còn cái tuổi nhỏ vậy đó, nghe nói là đi đặt tên thì nó được, còn để lớn tuổi rồi mình làm không được đó, bác sĩ rồi đặt đó là như lúc này thì anh có nên đặt stent hay không? Đặt stent mình phải đối với vấn đề đặt stent đó chị, thì không hiểu là bác sĩ giải thích cho chị đặt stent theo hướng gì. Nếu mà cái kiểu đơn giản giống như nãy có một cái chị Dung hỏi câu mà đặt stent đối với hẹp tư bản gốc, thì đúng trong trường hợp đó là nó đặt stent để thông cái đường thở. Còn đối với những cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay hen suyễn á, thì cái đường thở của mình nó bị ở cái đường thở nhỏ, nó rất là xa. Nó không phải bị ở cái đường thở lớn, cái stent của mình nó không có đặt được vô tới đường thở đó chị. Thì không thấy không có hiểu rõ cái bác sĩ giải thích cho chị. Cái này là chị nghe nói thôi. Chị nghe nói chứ bác sĩ không có chỉ định, chưa có chỉ định cho chồng chị. Thì trong cái bệnh này nó không có chỉ định là đặt stent đó chị. Nhưng mà có những cái trường hợp mà nó bị khí phế thủng, là gọi là khí phế thủng, tức là nó tổn thương, nó phá hủy cái phổi rất là nặng. Cái phổi chỗ đó nó mất cái chức năng lên, thì có những cái biện pháp can thiệp đặt, rồi là đặt bích dù, thì sẽ làm hẹp cái phần phổi đó luôn. Phổi tại nó mất chức năng là nó chỉ làm một cái kén khí trong đó và nó làm hạn chế cái hô hấp của bệnh nhân thôi, thì người ta làm hẹp phần phổi đó luôn, thì hy vọng cái phổi còn lại nó sẽ được cái khoảng không nó nở ra tốt hơn, hô hấp bệnh nhân hy vọng cải thiện hơn. Chị định mà đặt stent trong cái bệnh phổi tắc nghẽn thì chưa được đề cập đến. Thật sự là khi mà bác sĩ điều trị thì bác sĩ đúng chuyên khoa sẽ tìm cái biện pháp nào mà tốt nhất cho bệnh nhân, phải không bác Lam? Cho nên là nếu ngay lúc này mà mình yêu cầu bác sĩ mà đặt stent cho chồng chị thì chắc chắn bác sĩ chuyên khoa hô hấp cũng sẽ giải thích như bác sĩ Lam thôi. Phải gặp trực tiếp bác sĩ là chứ chúng ta không thể nghe cái phương pháp điều trị bệnh của người này mà gắn với một người khác á, thì cũng không tốt chị ha. Chúng tôi cũng xin nêu giúp cho anh Lê Văn Út, 49 tuổi. Anh nói là cách đây 9 năm anh cảm thấy mình bị ho nhiều, cho nên anh đi khám thì bác sĩ đo hô hấp kết luận là anh bị phổi tắc nghẽn mãn tính. Anh đã uống thuốc liên tục điều trị bệnh thì có giảm. Nhưng 2017 thì anh điều trị ở bệnh của mình ở bệnh viện lao phổi tỉnh Vĩnh Long, bác sĩ cho uống thuốc liên tục một tháng thì nhận thuốc tái khám, nhưng mà bác sĩ cho biết là bệnh của tôi không điều trị hết hẳn, đến nay sức khỏe của tôi càng lúc càng giảm,
mà tôi lại càng bị khó thở nhiều, có khi ngủ được, có khi không ngủ được. Xin hỏi bác sĩ Hồ Lam là tại sao tôi uống thuốc điều trị nhưng mà bệnh không giảm? Vậy bây giờ tôi cần làm thêm những cái xét nghiệm gì để biết bệnh của mình chính xác à? Xin mời tư vấn bác sĩ Hồ Lam. Dạ, cái này nó có hai cái vấn đề mình cần phân tích ở đây chút xíu, là lúc đầu mình điều trị cho bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì nó có vẻ nó đáp ứng. Yeah. Mình nó thuyên giảm. Yeah. Và sau đó thì tự nhiên là lúc đầu nó không nó đáp ứng nữa và nó tình trạng nó có vẻ nó nặng đi. Yeah. Thì tại cái thời điểm đó mình phải có nhìn nhận hai vấn đề. Thứ nhất là coi lại cái bệnh phổi tắc nghẽn của mình ở tại thời điểm này với cái điều trị hiện tại thì nó có hợp lý chưa, giống như là nãy giờ có chia sẻ là nhiều khi cái bệnh nó cũng đòi hỏi cái việc điều trị mình phải có nhiều cái thuốc để làm giãn cái đường thở ra hơn. Yeah. Mình mới tốt hơn là do cái bệnh mình nó tiến triển. Thứ hai nữa là mình phải xem xét lại coi ngoài cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính của mình nó còn cái vấn đề gì khác khó thở khác hay không. Yeah. Vì cũng có nhiều cái bệnh lý đi kèm ở trên cái người bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà yeah. cái tình trạng khó thở không chỉ riêng người bệnh phổi không. Yeah. Người bệnh phổi mãn tính nó sẽ chịu nguy cơ về những cái bệnh tim chẳng hạn, hay là những cái bệnh lý về mạch máu chẳng hạn. Yeah. Mình cũng phải xem xét thêm để mình có một cái nhìn nhận đầy đủ hơn. Yeah. Thì đối với trường hợp của mình thì trong trường hợp này thì mình nên đi khám lại, mình trình lại bác sĩ để bác sĩ cho một cái đánh giá thêm cái tiền cái nguyên nhân tại sao cái thứ nhất là coi cái phổi mình nó xấu đi hay không. Yeah. Là xấu đi, nếu mà xấu đi thì xấu đi do cái lý do gì, ví dụ nhiễm trùng chồng lên hay không, hoặc là bác sĩ sẽ đề nghị thêm những cái cận lâm sàng khác, xét nghiệm khác để tìm nguyên nhân khó thở thêm cho mình. Và một cái nữa là cái ngay cả cái việc là mất ngủ của mình. Khi mình mất ngủ đó nó cũng là một cái, nó có cái hai cái tác dụng hai chiều, tức nghĩa là gì, cái khi mà mình khó thở quá mình mất ngủ, hoặc là cái khó thở khi mà mình mất ngủ nhiều quá thì nó cũng làm nặng tình trạng khó thở của mình nữa, cho nên mình cũng phải coi lại ngay cả cái việc mất ngủ. Chúng tôi xin cảm ơn số câu hỏi của quý khán giả gửi đến chương trình, và một lần nữa xin cảm ơn sự hợp tác của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồ Lam, vị khách mời trong chương trình hôm nay. Chúng tôi không thể chuyển tải tất cả câu hỏi của quý khán giả trong 60 phút thực hiện chương trình, rất mong sự thông cảm của quý khán giả. Xin mời các bạn cùng tiếp tục đón nghe chương trình tư vấn sức khỏe trực tiếp trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Vĩnh Long vào tuần sau, phát sóng vào ngày 23 tháng 8 năm 2020. Chúng tôi sẽ dành thời gian giúp các bạn gặp gỡ bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa để chúng ta tư vấn về phương pháp điều trị bệnh lý tiêu hóa và COVID-19 có thể lây qua đường tiêu hóa hay không. Xin nhắc lại, chương trình tư vấn sức khỏe kỳ sau ngày 23 tháng 8 năm 2020 sẽ tư vấn giúp các bạn về phương pháp điều trị bệnh tiêu hóa và chúng ta tìm hiểu COVID-19 có thể lây qua đường tiêu hóa hay không. Chúng tôi sẽ tiếp nhận câu hỏi của các bạn qua số điện thoại 02703 822624 hàng ngày. Còn bây giờ thì chương trình xin nói lời chào tạm biệt.